Mô hình chăn nuôi dê nhé các bạn nhé. Đây là dê thương phẩm. Hiện tại là mới nuôi dê và cả nuôi nhốt chuồng thông qua cái lồng. Lồng này là được đóng bằng gỗ, sau đó mình vây bằng bạt, rồi là các ngăn để cho dê nó sinh sống. Đây là giống cỏ mà bên mình cung cấp các bạn nhé, giống cỏ chăn nuôi dê. Giống cỏ này thì một số bạn chưa biết, đấy là cái cỏ Stylo các bạn này. Đây là giống cỏ xả này, cỏ xả là lớn. Còn đây là giống cỏ Stylo phù hợp với mô hình chăn nuôi dê. Hiện tại đây là mô hình chăn nuôi dê. À, mình đi quay thực tế để cho tất cả các bạn xem. Còn bên mình là chuyên cung cấp các loại giống cỏ chăn nuôi các bạn nhé. Chăn nuôi trâu bò, dê cừu, hươu, nai, lợn rừng, cá trắm, dê mèn, cào cào, châu chấu nhé. Đây này, cỏ xả này. Cỏ xả này dễ ăn, rất tốt. Đây là cỏ Stylo này. Đấy. Bạn nào muốn mua giống cỏ này thì có thể bình luận dưới video này nhé, sẽ có nhân viên bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Hiện tại là dế này là nuôi được 40 ngày rồi là mình có thể xuất bán được rồi, nhưng mà hiện tại đây là chỉ chuột trong trại là đang còn cho nó đẻ. Đây đây, cho nó đẻ đấy, ngăn cho nó đẻ. Còn đây là nơi để thức ăn cho nó. Dê có uống nước không chị? Không, không uống nước. Không uống nước à? Dê không uống nước, ăn rau để thay cho uống nước không? À. Còn cho uống nước là rất đau chết luôn. À. Dê không uống nước. Cái ngắn này, cái màn này là chắn cái lại màn đi là đẩy lại để khỏi thằn lằn vô. Khỏi thằn lằn vô cái bụi à? Không, thằn lằn vô thì chủ yếu là che thằn lằn thôi. À. Hắn dùng cái màn đi là để cho hắn bám sát vào trong cái thành như này. Chứ còn che bằng cái khác là vẫn bị có chỗ hở. Thằn lằn là hay bắt dế ăn à? Thằn lằn lần mà vô thì được thì nó chuyển nữa, hắn không chịu về nhà hắn nữa. Sợ ở trong đó à? Hắn ở trong luôn, nó không chịu ra đúng không? Cứ một thùng đi nuôi được khoảng mấy cân chị? Theo quy trình là 8 cân á. 8 cân á? 8 cân một thùng. Chứ mà mùa nắng là gì là kiểu hắn cũng bị thật tốt. À. Nắng quá. Con đây. Ghé mua bên đây để trứng. Không biết em. Đây là con dế. Em ăn. Mà. Em ăn quả vải đi. Không biết đâu con dế. Con dế giống như quả dế. Trứng dế sáu hát tư chui đó. Chui lấy là chị. Đây là trứng dế các bạn này. Trứng dế nó đẻ xong rồi chỉ gom lại. Mấy cái trắng 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 nữa. Cái trắng trắng nó chấm nhỏ lắm. Trắng nhỏ liếu xíu nữa, cái này cái trắng nhỏ liếu xíu này này. Đấy. Nó cho tài đấy. Ok. Đây, từng thùng từng thùng. Từng ăn. Đây này. Coi trên cái mỏng tay đấy, em thấy rõ. Trứng dế á? Khoan khoan, để khoan. Cái trứng đấy chứ. Thôi rồi khoan, để anh cắn chỉnh lại cho nó sáng. Nó rồi biết. Em biết đi. Cái máy kém quá. Em biết. Rồi. Đâu đâu đâu. Từ từ. Cái máy. Rồi rồi rồi. Từ từ nha. Đó. Đó. Hạt được có lưu xíu. Đây. Ok. Em tưởng chỉ nuôi vô thùng xốp. Hả? Em tưởng thùng xốp nuôi ăn không được hiệu quả lắm. Thùng thùng này to mà thoải mái hơn hả? Trời nắng với thùng xốp nắng với lại cái diện tích của thùng xốp
tốt như này là ăn vẫn bao lấy được. Nó bao lấy được mình dám rồi nhưng mà vẫn bao lấy. Thấp là từ đi là thấp quá đồ mình là nên nâu còn nâu nâu xấu còn nâu quá. Có thể mấy cái con nhỏ nó cũng lên đứng cái cỏ ăn cơm. Đó. Mấy cái con nhỏ nó đây.